Vâng, xin chào tất cả anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn quay trở lại với series video Beauty Marketing by Phan Anh, hướng dẫn các anh chị làm marketing, tăng trưởng doanh số, bán hàng và tìm kiếm khách hàng thành công. Nội dung của bài học này thuộc phần số 2, đó là nghiên cứu khách hàng và nghiên cứu thị trường. Tất nhiên tôi sẽ hướng dẫn các anh chị về mặt lý thuyết hết sức thực tế và cụ thể đối với ngành hàng làm đẹp. Thế thì có hai nội dung chính trong video này, đấy là nghiên cứu khách hàng, và tôi sẽ hướng dẫn các anh chị và các bạn nghiên cứu khách hàng đối với ngành hàng làm đẹp theo tiêu chuẩn của Facebook. Bởi vì tiêu chuẩn của Facebook về nghiên cứu thị trường bây giờ là tiêu chuẩn tốt nhất, thì chúng ta sẽ cần trả lời một số các câu hỏi. Chúng ta sẽ nghiên cứu theo profile của Facebook như thế nào. Ví dụ như là về vị trí, đúng không ạ? Thì chúng ta xác định là tỉnh, thành phố, rồi thì thậm chí là cái khu vực thả ghim ở cái bán kính bao nhiêu km, được chưa ạ? Chúng ta, đây là tôi hướng dẫn nhé, các bạn thì viết ra các bạn muốn bán sản phẩm đi đâu, muốn bán dịch vụ đi đâu, muốn mở địa điểm ở đâu, thì các bạn sẽ trả lời những cái câu hỏi mà tôi liệt kê, được chưa ạ? Liệt kê ra 1, 2, 3, 4, 5 này, bạn trả lời đúng không, có thả ghim hay không, đúng không ạ? Tập trung ở khu vực địa lý nào, quận, huyện, phường, vân vân. Đấy, về độ tuổi thì chúng ta chia thành các nhóm tuổi, tuổi min, tuổi max, ví dụ như là từ 20 đến 40 hay là từ 25 đến 45, ok. Rồi thì về giới tính là nam hay nữ. Tất nhiên thì sản phẩm làm đẹp thì có lẽ là phải 95 đến 99% là khách hàng là nữ giới. Và độ tuổi, tôi nghĩ là trong độ tuổi từ khoảng 20 đến 50 trở lại. Tất nhiên là 60 thì người ta cũng dùng, nhưng mà cái tỷ lệ đấy bắt đầu nó thấp dần, đúng không ạ? Và cái tỷ lệ mà sử dụng mỹ phẩm nhiều nhất, tôi cho rằng đó là bắt đầu từ cái độ tuổi đi làm, trong độ tuổi lao động, tức là từ khoảng 24 tuổi cho đến khoảng tầm độ 50 tuổi trở lại. Và nó sẽ có những cái phân khúc, có những người thì người ta thường xuyên sử dụng mỹ phẩm, ví dụ như là diễn viên hay là biên tập viên đài truyền hình hay là MC hay là những người nổi tiếng hay là những người người ta có xu hướng là thích trang điểm. Thế tuy nhiên thì cũng có người người ta ít trang điểm, thì người ta có khi là chỉ một chút phấn nền, người ta chỉ bôi son một chút, rồi người ta để mặt mộc. Đấy, thì đấy là cái, tùy vào cái quan điểm sử dụng. Có những người thì người ta không có tiền, hoặc là người ta làm công nhân, làm lao động ở trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, thì người ta cũng không sử dụng mỹ phẩm, bởi vì là công việc không cần thiết, thứ hai nữa là cũng không có khả năng thu nhập, vân vân, đúng không? Thì có sẽ có những nhóm khách hàng mục tiêu, và đấy là lý do tại sao mình cần phải nghiên cứu khách hàng mục tiêu. Và các tiêu chí nghiên cứu là gì? Đó. Ngôn ngữ thì nói tiếng Việt hay là tiếng Anh hay cả hai. Đấy, ví dụ như thế. Nhắm mục tiêu chi tiết ở đây thì sẽ gồm là nhân khẩu này, sở thích, hành vi. Đấy, thế thì trong nhân khẩu học, đúng không? Trong nhân khẩu học thì nó chia ra thành rất nhiều. Ví dụ như là trình độ học vấn có quan trọng đối với cái ngành hàng làm đẹp của mình hay không? Khách hàng của mình đang học đại học hay là đã kết thúc rồi, có học thạc sĩ hay không, hay là đã kết thúc rồi, học trường nào, ngành nào có quan trọng hay không. Sự kiện trong đời, ví dụ như là mới kết hôn 3 tháng, 6 tháng hay là mới kết hôn 1 năm. Đấy, ngày tháng năm sinh có quan trọng không? Tôi nghĩ là có quan trọng. Đó. Cha mẹ thì có con hay chưa? Con mấy tuổi có quan trọng hay không? Có quan trọng. Những cái nhân khẩu học này rất là quan trọng để các bạn xác định được cái tập khách hàng mục tiêu của mình. Ví dụ như là có những bạn ấy kinh doanh cái sản phẩm mỹ phẩm nhưng mà dành riêng cho những người bầu và những người sau sinh. Đấy, làm đẹp sau sinh chẳng hạn, như là giảm béo sau sinh này, giảm mỡ bụng sau sinh này, rồi thì uống những cái sản phẩm để làm tăng cái nội tiết tố lên, rồi thì tiết nhiều sữa này, vân vân, thì có thể đi vào những cái nhóm khách hàng như vậy, đúng không ạ? Rồi thì mối quan hệ của tình trạng của họ là độc thân hay là đã kết hôn hay là ly hôn. Đấy là những cái mối quan hệ mà rất là quan trọng đối với những người mà làm kinh doanh như chúng ta, đúng không? Rồi thì công việc của họ là gì? Ví dụ như là công việc ở đây có thể là những cái nhóm công việc gì, ví dụ trong ngành giáo dục này, hay là trong ngành giải trí này, hay là trong ngành F&B, hay là công chức nhà nước này, hay là y bác sĩ này, chúng ta đều có thể chọn được. Đấy, làm công ty nào, làm cơ quan nào, nhóm ngành hàng nào. Thì ví dụ như là giới văn phòng, nữ văn phòng mà sang xịn mịn một chút, như là ngân hàng này, hay là bán lẻ này, hay là giáo viên này, hay là y bác sĩ này, hay là giới nghệ sĩ, giới giải trí này, thì
Tôi nghĩ rằng là những cái nhóm công việc đấy là cái nhóm mà sử dụng mỹ phẩm này, làm đẹp nhiều. Thế còn ví dụ đây, ví dụ như là không có ý chê bai hay là không, hoàn toàn không có ý, vì ở đây tôi chỉ là phân định về nghề nghiệp và thu nhập để giúp các bạn hiểu ra. Ví dụ như là cái nhóm phụ nữ nhưng mà ở nông thôn, đi làm lao động chân tay hoặc là làm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất hay là làm nông nghiệp hay là các nông trường, thì cái tỷ lệ người ta sử dụng mỹ phẩm sẽ rất là ít. Và thứ hai nữa là người ta sử dụng mỹ phẩm thì thường là người ta sẽ sử dụng những cái mỹ phẩm tầm trung hoặc là tầm dưới trung cấp, đúng không ạ? Chứ rất là khó có khả năng thu nhập để họ có thể mua một cây son hiệu Yves Saint Laurent hay là hiệu Christian Louboutin, đúng không? Hay là một cái cây son hiệu Dior, hay là một chai nước hoa hiệu Chanel, hay là một bộ mỹ phẩm hiệu Dr. Hedison có thể có trị giá chục triệu, 20 triệu, hay là SK-II, đúng không ạ? Hay là người ta sẽ đi spa, một cái liệu trình spa có thể lên tới vài triệu đồng hoặc là 10-20 triệu đồng, rất là khó cho người ta. Thế thì đấy, đấy là cái câu trả lời. Thế nhưng mà cái nhóm đấy thì họ lại có thể là gì? Họ lại rất là thích phun môi, họ lại rất thích phun mày, họ lại trị nám rất nhiều. Đấy thì cái nhóm phụ nữ nông thôn, chẳng hạn như mẹ tôi này, hay là dì tôi này, hay là các cô của tôi này, ở cái lứa tuổi khoảng 45 đến 50 trở ra, thì tôi nhận xét, tôi quan sát là tôi đều thấy là đều sử dụng dịch vụ là phun mày này, phun môi này, rồi làm trị nám. Đấy là ba cái dịch vụ mà tôi quan sát thấy là sử dụng khá nhiều. Không phải tất cả, nhưng mà ý tôi nói là thấy rằng có một cái tỷ lệ khá nhiều. À thế thì bạn có thể tập trung vào những nhóm phụ nữ ở nông thôn nếu mà bạn khởi nghiệp ở các tỉnh. Đấy, hướng tới nhóm đó, và trong cái độ tuổi thường là trung niên trở ra, ví dụ ngoài 35 đến khoảng 60 bạn phục vụ thì tôi nghĩ cũng rất là ổn. Đấy, thì đấy cũng là một cái mà các bạn nên suy nghĩ. Dù bạn chưa làm hay đang làm hay sẽ làm, thì những cái lời khuyên này vẫn có thể cho các bạn những cái tư duy suy nghĩ để các bạn thay đổi và các bạn lựa chọn các nhóm khách hàng mục tiêu phù hợp. Ok. Rồi, tiếp tục này. Thu nhập của khách hàng thì mình phải trả lời ra là thu nhập của cá nhân đó là một tháng là bao nhiêu tiền, họ và nó phải liên kết với cái việc là sống ở đâu nha. Ví dụ như là thu nhập 20 triệu một tháng ở Hà Nội thì tôi thấy là cũng bình thường. 20 triệu ở Hà Nội này, Sài Gòn, Đà Nẵng là bình thường. Cũng là cao cao nhưng mà nói chung là bình thường. Nhưng 20 triệu ở tỉnh thì lại là rất ngon, lại là VIP, đúng không? Lại là khách VIP rồi đấy. Nhưng mà ở Hà Nội mà bây giờ thu nhập 20 triệu thì tôi nghĩ là nuôi con và thuê nhà, trả tiền xe cộ các thứ thì sinh hoạt phí thì nói chung là cũng không dư giả đâu, cũng không dư giả lắm đâu, cũng phải tiêu pha, cũng phải chắt bóp cẩn thận nên không phải đơn giản. À ok. Đấy. Thế rồi tiếp tục là nhóm về sở thích, đúng không? Thì có những cái sở thích trực tiếp liên quan đến ngành làm đẹp. Ví dụ như là mỹ phẩm, ví dụ như là thời trang, ví dụ như là chăm sóc cơ thể, ví dụ như là da dẻ, ví dụ như là tập luyện thể thao. Thường những người mà tập luyện thể thao, quan tâm đến hàng hiệu, quan tâm đến du lịch thì không thể nào mà họ không sử dụng mỹ phẩm được. Vì thường cái nhóm khách hàng đấy họ có cái xu hướng là họ muốn thể hiện bản thân. Họ sẽ có cái trang mạng xã hội cá nhân của họ sẽ có rất nhiều hoạt động được cập nhật. Hôm nay đi ăn ở đây, đi dự tiệc ở đây, đi sự kiện business ở đây, đi check in sang chảnh ở kia, vân vân. Thì chắc chắn rằng là mỹ phẩm, chắc chắn rằng là làm đẹp là hướng tới họ rồi, đúng không? Rồi những cái sở thích gián tiếp liên quan đến sản phẩm đấy, ví dụ như là mua sắm, như là thời trang hay là những cái thương hiệu nổi tiếng, vân vân. À cái đấy chúng ta cũng trả lời nhá. Đấy, tiếp tục là sang phần hành vi. Sang phần hành vi thế thì nó sẽ có một số cái nhóm hành vi rất là quan trọng. Thứ nhất là hành vi du lịch. Hành vi du lịch nó thể hiện là người ta có thu nhập hay không. Ví dụ như họ có thường xuyên đi du lịch trong nước hay không, và họ có thường xuyên du lịch nước ngoài quốc tế hay không. Và thời điểm Covid này thì đánh giá là họ đi du lịch nước ngoài là rất khó, bởi vì ví dụ như tôi thì như năm ngoái tôi đi nước ngoài rất nhiều, nhưng mà năm nay thì chưa đi bao giờ cả năm 2019, đúng không? Từ Tết giờ các bạn biết là mùng 2 Tết là người ta đã phát hiện Covid ở Vũ Hán, và đến bây giờ thì chuẩn bị Tết 2020 rồi thì chưa được đi đâu, làm gì có chuyến bay mà đi, thì sợ chết khiếp này được, đúng không? Thế thì nếu mà những người thường xuyên đi du lịch nước ngoài mà ở Việt Nam thì năm nay sẽ không chuẩn về mặt hành vi.
Như mọi năm thì nó sẽ chuẩn. Sang năm 2021 thì tôi nghĩ đến khoảng độ cuối năm, hết hết sang năm thì cái bệnh dịch nó được kiểm soát nhờ có vaccine thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng mà du lịch trong nước thì vẫn ok, đúng không? Ví dụ tuần trước tôi vừa đi Sapa ở khách sạn 5 sao, kiểu như vậy. Thì những cái hành vi đấy Facebook họ sẽ ghi nhận. Và khi bạn chạy quảng cáo tới những người thường xuyên du lịch trong nước thì bạn sẽ hướng tới những người mà có xu hướng di chuyển, có khả năng chi trả, thích du lịch thì sẽ có xu hướng là có cái đời sống mạng xã hội rất là tốt. Thế thì tôi chẳng thấy ai lên mạng xã hội chụp ảnh mà không son phấn, không xinh đẹp, không rực rỡ cả. Thì đấy chính là khách hàng của mình, đúng không? Ok, thế tiếp tục đấy là về mặt hoạt động số thì họ có phải là chủ doanh nghiệp hay không, đúng không ạ? Bạn có muốn nhắm chọn đến khách hàng này không? Họ có phải là chủ fanpage hay không? Fanpage của những nhóm ngành hàng nào? Cái phần này thì tôi sẽ dạy các bạn kỹ trong cái công cụ Facebook Marketing, hoặc là tôi sẽ có bộ video riêng về Facebook Marketing 2021 cập nhật luôn. Và tôi cũng sẽ quay cái bộ này riêng chi tiết, hướng dẫn pập từng bước 1, 2, 3, 4 step by step cho các bạn nhá. Đấy, khách hàng truy cập bằng máy tính để bàn thì bằng những cái hệ điều hành gì? Ví dụ như là các bạn có thể tập trung vào phần mềm hay là những cái hệ điều hành như iOS hay trên điện thoại, hoặc là Mac OS trên laptop, đúng không? Hay là Windows, là những cái bản cao cấp. Thế thì ví dụ thôi, tôi ví dụ đây, bây giờ các bạn tập trung vào những người sử dụng MacBook chẳng hạn. Ví dụ như thế là các bạn nữ mà sử dụng MacBook thì tôi nghĩ đấy là những người có thu nhập tốt. Đấy, ví dụ như là như này. Thì Facebook nó ghi nhận được là bạn đang lướt Facebook trên một cái máy tính chạy hệ điều hành gì, trên một cái thiết bị điện thoại hệ điều hành gì. Thế thì ví dụ như là các bạn nhắm tới là Mac OS, tức là những người đang sử dụng MacBook để mà truy cập, thì rõ ràng là cái phần lớn những khách hàng này thì có cái khả năng chi trả tốt. Đấy. Thì so với những người mà sử dụng những cái đời thấp hơn về mặt số lớn, về mặt thống kê. Chứ còn ta sẽ không thống kê là gì? Ôi dồi ôi, bà sếp tao giàu nứt đố đổ vách ra, có cả 100 tỷ nhưng mà bà ấy vẫn dùng cái điện thoại cùi bắp, hay là bà ấy vẫn dùng cái máy tính cùi bắp. Ta sẽ không so sánh như vậy. Bởi vì Facebook không thể ghi nhận được một bà sếp có 1000 tỷ và bạn đang dùng điện thoại cùi bắp. Facebook nó ghi nhận rằng là gì? Bạn đang dùng thiết bị gì? Đấy, thế thì tôi cho rằng là ví dụ 100.000 người sử dụng MacBook thì sẽ có khả năng chi trả tốt hơn 100.000 người đang sử dụng Windows, hoặc là Windows thậm chí là phiên bản thấp. Đấy, thì ta sẽ xét về mặt thống kê, về mặt số lớn, ok? Rồi, thì bạn có muốn chạy quảng cáo tới những cái nhóm này hay không? Bạn có muốn nhắm chọn đến những cái tập khách hàng này hay không? Đúng không? Rồi, tiếp tục phần hành vi thì còn rất nhiều hành vi nữa. Hành vi Facebook là đã từng mua hàng online hay chưa? Có phải là ngoại kiều hay không? Ngoại kiều là ví dụ như là Việt kiều sống tại Mỹ chẳng hạn. Đấy, họ sử dụng thiết bị di động là iOS hoặc là iPhone hay là Samsung, những cái đời nào, iPhone đời bao nhiêu, ví dụ như là 8, 9, 10, 11, 12, 13 vân vân, hay là Samsung Note 8, 9, 10 hay là Galaxy Note 20 hay là Fold vân vân. Thì chúng ta có thể chọn được những cái thiết bị như vậy, đúng không ạ? Khách hàng thì họ thường online vào giờ nào, online ở kênh nào, kênh Facebook, kênh Zalo, kênh TikTok, kênh YouTube. Đấy. Họ những cái đấy là mình đều phải trả lời hết. Khung giờ nào trong ngày, khung giờ nào trong tuần, đúng không ạ? Họ quan tâm đến chủ đề gì? Thế thì khi đó mình mới hiểu được khách hàng thì mình mới ra được sản phẩm, ra được chương trình, ra được đòn nó hiệu quả thì doanh số nó mới tăng, đúng không? Rất nhiều người bây giờ cứ mờ nhưng mà chẳng hiểu gì về marketing, chẳng hiểu về kinh doanh, chẳng hiểu về gì tâm lý học hành vi khách hàng gì cả. Ok, những yếu tố nào thì quyết định đến việc mua hàng của khách hàng? Giá hay khuyến mại hay là miễn phí cái gì đó, hay là dịch vụ giá trị gia tăng, hay là cam kết hiệu quả, hay là công nghệ, hay là uy tín thương hiệu của spa, hay là uy tín thương hiệu của mỹ phẩm, hay là uy tín thương hiệu của cái người chủ, ví dụ như là thầy Phan Anh chẳng hạn, đúng không? Thế rồi thì những cái vấn đề liên quan đến công nghệ, hay là liên quan đến hợp đồng, cam kết vân vân, mình phải trả lời được hết những câu hỏi đấy. Khi mình trả lời được câu hỏi đấy thì mình sẽ tương kế tựu kế để mình sẽ kiếm được khách hàng. Ok, thì đấy là cái nội dung mà tôi trình bày với các bạn, là các bạn nghiên cứu khách hàng mục tiêu theo
hành vi của Facebook nha. Tôi lấy chuẩn của Facebook tôi làm cho các bạn. Đấy, tôi sẽ nói lại này. Từ vị trí địa lý, từ tuổi, từ giới tính, từ ngôn ngữ, từ nhân khẩu học, trình độ học vấn, sự kiện trong đời, có con hay không có con, độc thân hay đã kết hôn, công việc làm gì, thu nhập bao nhiêu, sở thích trực tiếp như thế nào, sở thích gián tiếp như thế nào, có đi du lịch hay không, du lịch trong nước, nước ngoài thường xuyên hay không, có là chủ doanh nghiệp hay không, có là chủ fanpage hay không, đúng không ạ? Rồi thì họ sử dụng thiết bị, phần cứng, laptop gì, phần cứng, mobile gì, họ dùng hệ điều hành nào, đúng không ạ? Họ có phải là người Việt kiều hay không, đúng không ạ? Rồi thì họ thường xuyên online bằng những cái khung giờ nào, trong ngày khung giờ nào, trong tuần, ngày nào trong tuần, trong tháng, đúng không? Những yếu tố gì quyết định đến việc họ sẽ mua hàng, sản phẩm, dịch vụ trong ngành làm đẹp của mình. Ví dụ nhé, ví dụ họ mua mỹ phẩm thì họ sẽ quan tâm đến là thương hiệu mỹ phẩm đó. Đấy. Thế nhưng mà họ đi làm phẫu thuật thẩm mỹ chẳng hạn, như là người Việt bây giờ là nâng ngực rất nhiều, hoặc là hút mỡ, hoặc là bơm mông, đúng không ạ? Vòng ba đấy, đúng không ạ? Hoặc là những cái tiểu phẫu khác như là làm mũi, đấy. Ví dụ phẫu thuật mũi để cho, vì người Việt mình mũi tẹt rất nhiều, nó bây giờ các bạn cũng thích mũi cao như là Tây, như là Mỹ, đúng không? Ok, cái nhu cầu đấy là hoàn toàn chính đáng. Thế thì khi mà mình làm những cái dịch vụ cụ thể mà nó liên quan đến dao kéo, gọi là xâm lấn, đúng không ạ? Hay là phẫu thuật một chút thì cái lựa chọn của họ sẽ khác. Họ sẽ lựa chọn là bác sĩ nào phẫu thuật, bệnh viện nào phẫu thuật, hay cơ sở thẩm mỹ nào phẫu thuật. Đấy, họ sẽ hỏi ý kiến của những người bạn đã làm rồi. Có, mày làm có tốt không, có ổn không? Một năm rồi mày thấy có thế này thế kia không, vân vân. Thì những cái lời recommend, những cái lời mà gọi là đánh giá của những cái khách hàng nó rất là quan trọng. Đó. Thế thì mình sẽ dùng các cái chiến lược marketing như vậy. Ok nhá. Xong cái nội dung thứ nhất là nghiên cứu khách hàng mục tiêu để mình phục vụ cho nó chuẩn, để mình phát triển kênh, phát triển chuỗi, phát triển sản phẩm. Được chưa? Ok nhá. Trong ngành làm đẹp bao gồm là spa, thẩm mỹ viện, bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ, kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm. Ok. Và những cái tương tự salon làm đẹp này nọ. Chúng ta sẽ nghiên cứu về thị trường, đúng không? Chúng ta sẽ nghiên cứu thị trường. Thế thì bây giờ nghiên cứu về thị trường để chúng ta phát triển trong tương lai, hoặc là chúng ta sẽ mở một cái điểm bán mới, có thể là startup đầu tiên, và cũng có thể là những điểm bán thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đấy, thì chúng ta cần phải nghiên cứu những cái gì. Thì tôi sẽ cho các bạn những cái câu hỏi và các bạn trả lời cho tôi. Các bạn trả lời xong thì các bạn sẽ có được cái thông số nghiên cứu thị trường. Và tôi dám khẳng định với các bạn là những cái lời khuyên của tôi cho các bạn là cực kỳ thực chất. Các bạn chỉ cần làm theo, và các bạn bỏ một chút thời gian, công sức và tiền bạc ra các bạn làm nhá. Thứ nhất là có bao nhiêu đối thủ trên thị trường trong phạm vi bán kính 5 km của bạn. Ví dụ bây giờ bạn định mở một cái spa hay một cái thẩm mỹ viện ở một cái con phố, một cái tuyến phố nào đấy tại Hà Nội. À, thế thì bạn cần phải đi khảo sát cho tôi là có bao nhiêu cái trong bán kính 5 km. Điểm danh cho tôi, liệt kê cho tôi chi tiết tên cửa hàng, diện tích, vị trí, đúng không ạ? Dịch vụ họ làm, giá cả họ làm. Đó, liệt kê ra làm file Excel chi tiết cho tôi, càng chi tiết càng tốt, đúng không? Nghiên cứu cái gì, đúng không? Đấy, có bao nhiêu đối thủ về mặt số lượng, được chưa? Sau đó là về mặt chất lượng của họ là gì? Đấy, cung cấp năng lực sản phẩm của đối thủ như thế nào? Họ làm cái dịch vụ gì? Có bao nhiêu dịch vụ? Giá cả của từng dịch vụ, bảng giá của dịch vụ, họ có bao nhiêu kỹ thuật viên, họ có bao nhiêu bác sĩ, rồi thì cách họ làm marketing như thế nào, cách họ chăm sóc khách hàng như thế nào. Đấy, rồi thì cái chính sách của họ là cái gì, đúng không ạ? Rồi thì chúng ta phải nghiên cứu khách hàng của đối thủ bằng cách là chúng ta sẽ có thể chăm sóc, gọi điện, hoặc là thông qua một cái mối quan hệ là người quen, hoặc là thậm chí là chúng ta lại giả làm khách hàng để làm gì, để chúng ta biết được là khách hàng họ hài lòng hay không hài lòng về đối thủ. Chúng ta phải biết tất cả những điều đấy. Biết để làm gì? Biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng, đúng không? Chứ không phải bây giờ mình cứ kinh doanh theo cảm hứng, mình cứ thấy mở ra chỗ này đẹp. Thế thì mở một cái điểm ra gọi là chỗ này đẹp, thì bạn lấy cái tiêu chí gì bạn đánh giá là đẹp? Bạn lấy tiêu chí gì? Bạn lại mời hỏi ông thầy cúng à? Ông thầy cúng ông bảo phong thủy tốt à? Không. Phong thủy tốt thì thực ra là có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành thôi. Chứ còn ấy, bây giờ
cứ marketing tốt, dịch vụ tốt, bán hàng tốt, khả năng tài chính tốt. Thay vì mời thầy phong thủy thì mời thầy marketing đi, mời thầy Phan Anh đi, đúng không? Tầm này rồi làm gì mà còn mời phong thủy? Các bạn thấy đấy, các cái hãng công nghệ trên thế giới người ta có cần thầy phong thủy đâu, tại sao người ta kinh doanh tốt như vậy, đúng không? Sản phẩm tốt, vượt trội, phục vụ được nhu cầu khách hàng. Đấy, các bạn thấy đấy, ngày xưa Nokia bàn phím bấm, đúng không? Bây giờ iPhone bàn phím cảm ứng 100%, thế thì Nokia bây giờ vứt sọt rác. Thế còn iPhone thì bây giờ là lên đời, lên hương. À. Đấy. Rồi thì bạn phải khảo sát, đúng không ạ? Khách hàng đánh giá về bạn nếu như bạn đã có rồi. Nếu như bạn đã có cơ sở rồi là hỏi đi xem là họ hài lòng những cái gì, họ không hài lòng những cái gì. Hỏi bằng cách nào? Bằng gọi điện này, bằng gửi email survey này, hoặc là bằng bảng khảo sát trực tiếp tại cơ sở. Ví dụ nó đến trong lúc nó chờ đợi, dí cho nó một cái tờ làm đi, đúng không? Thưởng nó để nó biết là nó ưng cái gì, nó không ưng cái gì. Nó ưng thì tiếp tục phát huy, nó không ưng thì sửa chữa, đúng không? Thế rồi mình phải khảo sát về năng lực bán, rồi thì đội ngũ nhân viên kinh doanh, đội ngũ marketing, đội ngũ kỹ thuật viên của đối thủ. À, ví dụ như thế thì họ có bao nhiêu sale, họ có bao nhiêu kỹ thuật viên, họ có bao nhiêu chuyên gia, đúng không ạ? Lương thưởng họ trả như thế nào? À, tất cả những điều đấy mình phải nắm bắt được để mình còn cạnh tranh với họ mà. Ok. Đấy. Thế rồi thì cái gì ạ? Mình phải nghiên cứu về marketing, nghiên cứu về truyền thông và quảng cáo của đối thủ. Bằng cách nào? Bằng cách nào biết là cái phòng marketing có bao nhiêu nhân sự, họ trả lương bao nhiêu, chi quảng cáo bây giờ mỗi tháng bao nhiêu. Tôi nói thật các anh chị nghe, rất nhiều chủ spa hay là thẩm mỹ viện khi nghe tôi nói là tôi đã làm cho những cái đơn vị họ chi vài trăm triệu một tháng. Thậm chí bây giờ có những đơn vị họ chi tiền tỷ, nhiều tỷ đồng một tháng. Mọi người giật mình, mọi người bảo úi dồi làm gì mà đến mức như thế. À, bởi vì sao? Bởi chúng ta không hiểu, chúng ta chưa từng tiếp xúc với số lớn, đúng không ạ? Thế bây giờ tôi hỏi các anh chị, mà nếu mà các anh chị doanh thu 1 tỷ một ngày thì doanh thu 30 tỷ một tháng, thì các anh chị có dám bỏ ra đến 15-20% để chạy quảng cáo hay không, đúng không ạ? Ví dụ như 20% thì chi 6 tỷ một tháng chẳng có vấn đề gì, vì ngành là spa hay là ngành thẩm mỹ viện này siêu lợi nhuận, đúng không ạ? Lợi nhuận tỷ lệ, rồi lợi nhuận dòng, lợi nhuận gộp rất là cao. Đấy. Thế thì cái chuyện mà chi 20% chi phí marketing bán hàng là có khả thi. Thậm chí là tôi biết là những cái bệnh viện làm đẹp, đúng không ạ? Hoặc là những cái cơ sở làm đẹp, họ làm một cái sự kiện và họ chốt đơn được cái doanh số rất là lớn, họ sẵn sàng thưởng cho phòng marketing, phòng kinh doanh một cái số tiền vài trăm triệu đến cả tỷ cho một sự kiện. Bởi vì cái doanh thu họ về nó rất là lớn và cái lợi nhuận nó cho phép làm được điều đấy. Chứ không phải là ví dụ như là bạn bán bây giờ, bạn nhập 5.000, bạn bán 5.200 đồng hay là 5.500 đồng như bán gói bim bim thì khó, đúng không? Nhưng bây giờ bạn tiêm một cái mũi tiêm, bạn nhập có 1 triệu, bạn bán thì 10 triệu thì khả năng là có lợi nhuận thôi, đúng không? Đấy. Thế rồi thì vào Facebook của họ, vào YouTube của họ, vào website của họ, rồi Google Search để làm xem là họ đang làm gì, dùng những từ khóa nào tìm đi. Họ đầu tư cho SEO web, họ đầu tư cho website, họ đầu tư cho Facebook có kinh khủng hay không? Liệu rằng như thế thì mình có làm được hay không? Nếu mà bây giờ mình mà ngồi ngay cạnh một thằng mà nó quá mạnh, đúng không ạ? Nhân sự hùng hậu, chuyên nghiệp, trả lương cao, doanh số ầm ầm, chạy marketing mỗi tháng vài tỷ thì tốt nhất là dạt đi, đừng có ngồi ở chỗ đấy, đúng không ạ? Không có cửa. Thế còn nếu mà ngồi chỗ đấy mà mình lại cố gắng hớt được khách thì cũng ngon. À, phải thế thì mới phải liệt kê ra, đúng không? Đây, liệt kê tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, fanpage, website, vân vân. Đấy, từng cơ sở, từng đối thủ có bao nhiêu cơ sở, có địa chỉ, diện tích, khả năng đầu tư vào những ngành hàng, đối thủ bán sản phẩm gì, dùng máy móc gì, dùng công nghệ gì, diện tích bao nhiêu, vân vân, cung cấp gì phải có hết. Phân loại đối thủ, xếp hạng đối thủ theo các nhóm, đánh giá thấp cao dựa trên quy mô, năng lực tài chính, số lượng khách hàng, rồi chi phí marketing. Tôi hướng dẫn cho các bạn chi tiết, các bạn chỉ cần làm theo thôi. Các bạn làm theo thì lúc đấy các bạn sẽ không bị cảm hứng nữa, không bị cảm thấy nữa, mà các quyết định kinh doanh phải dựa trên số liệu nhá. Ngày nay chúng ta kinh doanh là phải dựa trên số liệu thống kê rất nhiều. Thế còn trong lúc mà khi ta đã có số liệu thống kê rồi mà ta không quyết định được thì lúc đấy ta mới dùng cảm tính.
Còn nếu mà ta không có số liệu thống kê mà ta cứ cảm tính tù mù thì bây giờ là sẽ đi vào chỗ chết, nói thẳng thế cho nó nhanh. Đấy. Năng lực cung cấp của đối thủ, bao nhiêu máy móc, hãng gì, công nghệ gì, bao nhiêu cơ sở, có bao nhiêu bác sĩ, nhân viên, đội ngũ kỹ sư, họ nhập sản phẩm gì, ở đâu, chi phí như thế nào, có biết không, họ bán sản phẩm dịch vụ gì, kèm theo danh sách, có bảng báo giá, vân vân, doanh số, vân vân. Đấy, rất là chi tiết ra. Nghiên cứu sản phẩm của đối thủ. Đấy, thì sản phẩm có hình ảnh, có catalog, có đường link là rõ ràng, công nghệ đang dùng công nghệ gì, dịch vụ mới rồi ưu điểm vân vân. Đấy, mình phải phân tích ưu và nhược để xem là mình có cạnh tranh nổi hay không. Đấy, khả năng tài chính của họ hay mối quan hệ của họ. Thế thì ví dụ như tài chính bảo biết là đây là vợ của ông này, vợ của bà kia, đúng không? Họ bây giờ tiền rất nhiều, thế thì cạnh tranh cũng hơi khoai đấy. Ok. Tiếp tục, đúng không ạ? Đây, chính sách bảng báo giá, chính sách khuyến mại, chương trình khuyến mại, khách hàng thân thiết, chiết khấu, rồi thì chính sách giao hàng, chính sách đổi trả, ví dụ như mỹ phẩm chẳng hạn, đúng không? Chính sách bảo hành, chính sách mở nhà phân phối, chiết khấu thưởng, chiết khấu công nợ, hỗ trợ công nợ, rồi thì hỗ trợ biển bảng, hợp đồng mẫu, rồi thì vân vân. Rất nhiều những cái như vậy các bạn có thể phải quan tâm. Các bạn so sánh chính sách như thế với mình, với đối thủ, thì từ đấy các bạn mới quyết định là làm. Ok. Đấy, sau đó nghiên cứu về khách hàng của đối thủ. Ví dụ như là họ hài lòng vì cái điều gì, họ không hài lòng vì điều gì. Đấy, họ cảm thấy là có vấn đề như thế nào. Thì các bạn nhớ rồi, trong kinh doanh người ta nói một cái câu là nếu như thị trường và khách hàng vẫn còn những lời phàn nàn thì vẫn còn cơ hội kinh doanh cho bạn. Còn nếu như hết lời phàn nàn rồi thì có lẽ là cũng rất khó, đúng không? Điều gì làm khách hàng của đối thủ hài lòng? Mẫu mã, giá cả, chất lượng dịch vụ, hiệu quả điều trị, công nghệ, thái độ của nhân viên, dịch vụ chăm sóc khách hàng, vân vân. Đấy, mình phải trả lời được hết những cái tiêu chí như vậy chứ không phải là bốc thuốc. Rồi thì cách bán hàng của đối thủ, họ bán thẳng, bán qua nhà phân phối, bán qua cộng tác viên, bán qua boss, bán qua tự xây dựng chuỗi, vân vân, đúng không ạ? Bán nhóm khách hàng nào ở thị trường trọng tâm nào, chúng ta cũng phải biết. Chúng ta khảo sát về bản thân chúng ta, đúng không? Đấy, là gì? Khảo sát khách hàng đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng ta. Đấy, ví dụ như là khách hàng đã biết về công ty mình hay chưa? Đấy, khách hàng biết như thế nào? Biết qua kênh nào? Đã trải nghiệm hay chưa? Trải nghiệm rồi thì đánh giá bao nhiêu sao? Đã từng mua sản phẩm dịch vụ rồi. Đấy, hài lòng hay không hài lòng, đúng không ạ? Hài lòng thì vì lý do gì và không hài lòng thì vì lý do gì? Đấy, thế thì khách hàng đó có tái mua hay không? Tần suất tái mua là bao nhiêu? Họ mua sản phẩm dịch vụ gì và chiếm trọng số doanh số như thế nào? Đấy, họ không mua nữa vì sao? Bao lâu rồi họ không mua? Vân vân, đúng không? Thì những cái câu hỏi như vậy. Tiếp tục là mình khảo sát về năng lực của đội ngũ của đối thủ đấy. Nhân viên kinh doanh số lượng tôi vừa nói đấy, đúng không ạ? Nếu có thì bao nhiêu, tập trung ở những tỉnh thành nào, mức lương, chính sách lương, chính sách thưởng như thế nào, đúng không? Đối thủ có chăm sóc khách hàng thường xuyên hay không, số lần, quy trình, số những cái giá trị gia tăng mà họ đem về cho khách hàng, thái độ, quy cách, rồi thì đồng phục, vân vân. Tất cả những điều đấy chúng ta đều phải làm hết đó. Thế rồi thì chúng ta nghiên cứu về marketing truyền thông đấy, như tôi vừa hướng dẫn rồi. Đối thủ có làm fanpage, có chạy hay không, liệt kê hết ra. Ok, thì tôi vừa trình bày với các bạn hai cái nội dung chính trong cái video này. Nội dung thứ nhất đấy là nghiên cứu khách hàng mục tiêu theo cái chuẩn của Facebook, và thứ hai là nghiên cứu thị trường theo chuẩn của PA Marketing đưa ra. Đấy, các bạn chỉ cần trả lời tất cả những câu hỏi mà tôi liệt kê. Và nếu như mà cái phần audio tôi nói hay là video tôi nói nhanh quá thì các bạn có thể kết hợp xem thêm cái slide này để các bạn làm cho mình. Và khi các bạn học được cái lời khuyên rồi, cái kinh nghiệm của chuyên gia rồi thì các bạn chỉ cần làm theo thôi. Chứ không phải tôi biết đấy, tôi lại không làm theo, thế thì sau nó vẫn không đúng. Bởi vì không biết thì làm sai hoặc là không làm, nhưng biết rồi và không làm thì nó cũng không khác gì không biết cả nhá. Đấy,
Thế thì nếu mà mình làm thì mình lại tự mình đi điều tra, tự mình đi nghiên cứu, có thể điều tra mẫu thôi, không nhất thiết là phải điều tra tất cả, nhưng mà khi đó thì mình mới về mình mới phân tích là mình có cửa hay không, mình có nên làm hay không, và mình làm thì mình làm cái gì, mình có nên mở điểm mới hay không, hay là mình chọn điểm khác. Đấy, thì rồi thì mình phân tích thêm những cái khả năng tài chính, và mình tổ chức các cuộc họp cổ đông, cuộc họp với đội ngũ của mình để mình đánh giá, chứ không phải là tôi cảm thấy là tốt đấy hay là cứ mở đi, sợ chó gì. Thế thì đến lúc mà sợ chó thì vào chó nó cắn thì lúc đấy mới không có tiền mà đi tiêm phòng dại. À, đấy một cái cách nói vui hình ảnh đúng không? Ok nhá. Rồi, ta chốt lại là hai cái nội dung của cái bài học này. À, một lần nữa thì xin được cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video bài học này, và cũng như là các bài học khác thì tôi vẫn nói là nếu các anh chị có bất kỳ câu hỏi nào, có trao đổi nào và có lời đề nghị nào hợp tác kinh doanh, hỗ trợ triển khai marketing kinh doanh bán hàng thì tôi rất tự tin và tôi rất vui lòng, tôi rất sẵn sàng có thể là cộng tác cùng với các anh chị trong cái việc phát triển chiến lược cho các anh chị về mặt dài hạn bền vững, để làm gì? Thứ nhất tăng doanh số, thứ hai tăng lợi nhuận, thứ ba giảm chi phí và ổn định bền vững trong dài hạn. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.